Hello, mình xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay ngày 15 tây tháng 6 năm 2022. Thì chiều hôm nay lại tiếp tục làm video bán bò cho cái chạy bò Anh Phước. Cái địa chỉ là ấp Sa Nhỏ, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha bà con. Thì chạy bò Anh Phước hôm nay về một số bò giá cả như sau. Thì gồm hai con cá Sinter giá 30 triệu, một con đực Brahman và một con cái BBB giá 28,5 triệu. Một con BBB chữa 32,5 triệu và một cặp kem lỡ giá 58 triệu nha bà con. Thì anh Phước sẽ bao xe cho bà con 50 km. Thì bà con nào vào xem video ưng ý con nào nhắc máy gọi anh Phước qua số điện thoại mình có để cho mình nha. Và bà con nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha bà con. Đăng ký kênh thì không có tốn tiền và để tiện theo dõi những video kế tiếp ha. Bây giờ mình không làm mất thời gian nữa, mời bà con xem. Chào quý cô bác chăn nuôi nè, hôm nay ngày 15 tháng 6 em có về hai con cái center, một bộ mẹ con và mấy con đợt ủ á, thì cô chú anh chị mình xem đến hết clip để mình coi để biết giá cả bò bê hoặc là mình xem để tham khảo cho Quy cũng nhanh được nha cô chú anh chị. Thì em không làm mất thời gian cô chú anh chị, mình đầu tiên là cặp cái center của anh chị. Con này cũng cao tầm 1,05 m của chú anh chị, 1,05 m ha. Đó, ngày đó là cái mụn cóc á cô anh chị. Đó, cái mụn cóc của anh chị không? Nó có mụn cóc vậy ha. Đó. Xé mặt xé lưng nghiêm chỉnh, không có lan chạ điểm mi hay giá ức chỗ nào nha cô chú anh chị. Một cặp này có giá 30 triệu của chú anh chị. Cô chú anh chị coi không? Đó, chân cẳng nè, móng mía móng sò nha. Đó, size tích thì nghiêm chỉnh, cô chú anh chị mình yên tâm nha. Nè, đúng lường, đó. Cái cà mề bò lưng đôi. Cô chú anh chị thấy không? Đó, size mặt đây. Đó, size lưng đây cô chú anh chị. Đó, nghiêm chỉnh hết. Ngoài ra không có size nào bị bạ cô chú anh chị. Không có lan chạ hay điểm mi đó, bên này mắt bên này. Đó, rồi cho cô chú anh chị mình coi luôn, đầu ngắn lông miệng to. Đó, giống này là nói về đồ ăn thì xiềng, mát sữa thì ok. Đó, cô chú anh thấy không? Không có gì hết. Đó, quay để cô chú anh chị mình coi, 1,05 m bò cô chú anh chị. Đó, chị hai chim chóc nè. Chim chóc ok, cày đuôi bự. Đó. Mẫu Bombay. Con này cũng vậy. Con này 1,1 m bò. Hai con 30 triệu của chú anh chị. Size tích nghiêm chỉnh, không có lan chạ hay điểm mi. Đó, size bơm nghiêm chỉnh luôn. Đó. Thì con nào cũng lưng đôi, không có nào liên chiếc cô chú anh chị. Màu thì màu khú của anh chị. Đó anh chị không? Xương cẳng nè, móng sò hết. Đó, anh chị không? Móng mít sò hết, cô chú anh chị thấy chưa? Đó, đúng chèn hết, không có con nào rúng không chèn cô chú anh chị. Vậy không? Yếm thì con nào cũng gì cùi. Đó, yếm của chúng chị thấy không? Khỏi phải chơi ha. Đó, cặp này cho cô chú mình 30 triệu ha. Đó, con gì thấy không? Quay gần, quay xa, quay qua, quay lại cho cô chú anh chị mình coi chẳng hết ha. Con bên kia hơi gần hơn con bên này. Đó. Rồi, già bọng cứng miết hết, về cô chú anh chị mình chỉ nuôi thôi ha. Cô chú anh chị tiếp theo là con ba bê với con Redman của chú anh chị. Con ba bê con Redman này, con này ba bê này cao cứng 1,1 m, con Redman này 1,15 m của chú anh chị. Nó có hơi giá ức của chú anh chị thấy không? Nhưng mà mình vỗ béo của anh chị đâu có ăn thua gì đâu. Đó thì cô chú anh chị thấy không? Con ba bê này sẽ lưng có nè, cái mặt không có của chú anh chị. Đó, nhưng mà em nuôi vỗ béo hay về ba bê này của chú anh chị mình nuôi sinh sản vẫn ok nha. Đó, rúng yếm nè, cô chú anh chị thấy không? Rúng có mà hơi ít. Đó. Nè, cái qua đây, cái đuôi thì lớn, háng thì rộng. Về cô chú anh chị nè, nuôi vỗ béo thì nuôi, còn nuôi sinh sản vẫn ok. Đó. Được Redman, sái tích đúng của chú anh chị. Sái tích đúng luôn, lưng thì lưng đôi. Đó. Được Redman đứng xa xa mới thấy hết bò trên đòn dài của chú anh chị. Redman của chú anh chị mình nuôi cũng biết rồi á. Đó. Rồi, hai con này ok cho cô chú anh chị mình luôn. Giá 28,5 triệu của chú anh chị. Giá cực kỳ yêu thương nha. Đó, giá 28,5 triệu. Giá y như bê cạo của chú anh chị. Xương cẳng móng miếng nè, cô chú anh chị coi móng sò ha. Đó, móng sò này nuôi nữa thịt nhiều mau lớn. Đó, cô chú em mình coi không? Lông nhuyễn da sát, nữa thịt nhiều của chú anh chị. Đó, đuôi thì một bó. Vậy không? Đuôi một bó. Hai con chỉ 28 năm nha cô chú anh chị. 28,5 triệu. Quá ok cô chú anh chị mình ơi. Ha. Đó, chập hót luôn cô chú anh chị. Đó, con gì không? Xương lớn ha. Đó, quay vô của anh chị mình coi. Con 1m1 cứng, con 1m15. Rồi, tiếp theo luôn cô chú anh chị. Mẹ con cái ba bê của anh chị. Mẹ này nẻ năm một của anh chị. Này đang chữa đứa tư, chữa tinh Redman nha cô chú anh chị. Đó, còn mẹ thì do nhà thiếu nuôi. Về cô chú anh chị thấy không? Ăn mốt vé cái máng luôn vậy không? Ăn liếm ớ không? Sái tích thì ok cô chú anh chị. Nó cái sừng nưa hơi dài thôi chứ nó đẻ chừng 3-4 con cô chú anh chị. Nó sẽ mặt nghiêm chỉnh, sẽ lưng nghiêm chỉnh. Bò mẹ này cao thiếu đủ 1m3 bò cô chú anh chị. Đó, vú móm ok cô chị, vú đen ha, mát sữa ha. Đó cô chú anh chị thấy không? Đó. Nè. Đó, vú kèn cô chú chị, yếm nè, chân nè. Rồi, mẹ này chữa lại cô chú chị, chữa bữa quay khám nói gần 4 tháng cô chú chị. Nè. Bò này cái đòn cũng dài của anh chị, lên xe đó cái nó quay lự, xe nó trúng trầy anh thầy chứ không có vấn đề của anh chị. Nó cái quay thùi ha, nó trúng trầy này, đòn dài quá của anh chị nè. Để ăn cái ba bê gần được 1m1 của anh chị. Nó không chị thấy không? Cái ba bê ú lu ha, nè đùi đít độ luôn nè của chị không? Con này nữa về làm nái cũng được của anh chị. Sái tích nghiêm chỉnh của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị muốn làm nái, muốn nuôi vô béo nuôi ha. Nhưng mà con ba bê này nửa mát sữa của anh chị. Vú dài không? Cô chú anh chị để ý mà vú dài là nửa mát sữa nha. Xương lớn nè. Cầm đứng thẳng nè. Đó, nữa cô chú mình anh chị muốn nuôi sinh sản, muốn nuôi vô béo nuôi cũng được ha. Đường nào cũng được hết. Mẹ con này chữa, mẹ chữa lại rồi. Có giá 32.500.000 cô chú anh chị. Giá nó cũng ok cô chú anh chị. Đó cô chị thấy không? Chạy nhân cái ba bê mẹ 20.500.000, mẹ chữa lại của chị. Mà mẹ này tàn lớn của chú chị nè. Con này nữa cô chú chị mình nuôi, ví dụ như về già mà nó hết đẻ được á cô chú chị ủ thịt, rụng rất là nhiều thịt của chị, cài khung xác nó to của chị. Nó cao thiếu đủ 1m3 yếu của chị, không? Vậy thấy chưa? Nè khung xác nó ra cao to ha, cao to mát sữa nha. Đó cô chú thấy không? Nó hơi găng bò tại vì nó nuôi con nó với vợ nhà cộng với nhà thiếu nuôi của anh chị, theo chú anh chị thấy không? Đùi bản rất là to ha, chứ nó không có đùi lép lép của chú anh chị. Tại nhà thiếu nuôi thôi. Đuôi thì một bó này của anh chị thấy không? Nè, nó đuôi một bó. Mẹ chữa lại bao chữa, bao khám, bao loài tới đẻ cho cô chú anh chị luôn nha. Nó cô chú anh chị yên tâm về mình nuôi ha. Đó, về nó chủ nhà nuôi hơi yếu thôi, ăn rơm không của anh chị. Đó, con cái ba bê nè, anh chị thấy không? Nó lưng hở không? Đó, chứ không có lép lép của chú anh chị. Đó. Không, một cái bê nè, em đứng xa em quay hết hai mẹ con cho cô chú anh chị mình coi nha. 32.500.000 bao chữa, bao loài, bao khám cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi tiếp theo cô chú anh chị. Hai con kem của chị, hai con kem mình về để cô chú anh chị mình dỗ béo nha, dỗ béo nhanh cấp tốc nha. Con này mình dỗ trên 3 tháng mình có thể lấy thu hồi vốn của anh chị. Đó, hai con này cao trên 1m2 cô chú anh chị, 1m25, 1m2 ăn lên 1m25 nha cô chú anh chị. Đó cô chú vậy không? Con này con siêu xám ha. Nè bò này lỡ cô chú anh chị, xương này thấy không? Xương lửa cối của chú anh chị. Nó về cô chú anh chị mình. Đó cái trà lớn nè cô chú anh chị mình về chỉ cần dỗ ra thịt mình ấy thôi chứ không có cần gì hết cô chú anh chị. Thu hồi vốn nhanh nha. Nó về cô chú anh chị mình nuôi cám nè, này mà đun cám thái vô nó lên dữ lắm cô chú anh chị. Sái tích thì nghiêm chỉnh cô chú anh chị, nó không? Cổ ngắn nè cô chị, mặt rô nè cô chị thấy không? Đó. Đó, mình quay cho cô chú anh chị mình có thể xa có thể nhìn được, mình mua con bò ha. Đó cô chị thấy không? Bò độ ha. Đó. Con bên này nè, đó cô chị thấy không? Con nào sái cũng nghiêm chỉnh hết nè. Này em bán cặp nha cô chị, chứ em không bán lẻ ha. Cô chú anh chị mình thông cảm cho em nha. Đó, xương con nào cũng vạm vỡ á, trốn mí mà cô chị thấy không? Đó. Nè, cô chú anh chị thấy chưa? Đó. Rồi hai con này bán cho cô giá cô chú mình giá 58 triệu nha. Nó về để cô chú anh chị mình ủ nha. Đó rất là lớn bò cô chú anh chị, giá 58 triệu nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình ủ trong vòng 3 tháng ha. Đó. Thì cô chú anh chị nào mình đến xe bò thì điện em trước nha. Có nhiều lúc cô chú anh chị mình lặn lội đường xa xôi đến đây mà bò em bán rồi thì cũng tội nghiệp cô chú anh chị mình lắm. Đó, thì cô chú anh chị mình có xem bò thì điện em trước nha. Đó, cô chú anh chị thấy không? Cặp này ủ nhanh thu hồi vốn cô chú anh chị. Bán y như giá bò thịt của chị, không có gác tí nào nha cô chú anh chị. Đó, tại nay cám cũng mắc rồi, xăng dầu cũng mắc thì bán cho cô anh chị mình y cái giá, lâu lâu em bắt được hai con hợp lý á, giá hợp lý thì em để cho bà con mình ủ lại nha. Đó, bà con như vậy thấy không? Mông nè, đó, mông lưng. Chưa? Cô chú anh chị mình thấy chưa? Đó. Nhìn là khỏi phải chê. Đây, con bên đây. Đó, cái đùi đít của chú anh chị thấy không? Đó, hai con. Rồi, em xin kết thúc video. Chúc cô chú anh chị mình xem vui vẻ. Em hãy kính chào ạ.